Hello, chào mừng các bạn đã đến với góc công nghệ của sản phẩm mới. Hôm nay mình sẽ làm một cái video so sánh nho nhỏ về em Winner X 2022, hay còn gọi là Winner V3 và WLSX 110. Đấy. Như các bạn đã thấy là từ trước đến giờ cái dòng Winner thì anh em cũng so sánh rất là nhiều. Có thể là Winner giống gì nhỉ? Giống em đấy. Đấy. Và Winner giống WLSX 110. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm cái video này so sánh cho anh em xem là cái sự khác nhau của Winner X và Way như thế nào. Thì về giao diện thiết kế thì các bạn có thể nhìn thấy đây là em WLSX 110. Thì cái ngôn ngữ thiết kế của nhà Honda thì mình thấy là đều là có cái sự thiết kế gọi là cái gì nhỉ? Gọi là cách điệu từ các cái đầu mặt nạ của xe là hình chữ V. Đấy. Đấy. Về cái thiết kế của WLSX 110 này mình thấy khá là đẹp. Nhất là giỏ nhỏ gọn. Ngày xưa đây là con W đã gắn bó mình rất là lâu rồi. Nó đã gắn bó mình khoảng gần 9 năm. Còn sau khi mình sử dụng em W này thì mình sẽ chuyển sang cái dòng này. Đấy, anh em có thấy cái thiết kế này có giống nhau không nhỉ? Về cái cụm đèn thì cụm đèn xi nhan thì đều được tích hợp ở bên dưới. Đấy, xi nhan đây. Winner ở đây. Còn là đèn pha và đèn cốt thì ở bên trên này của RSX ở bên trên. Còn Winner X thì cũng được tích hợp ngay dưới này. Đấy thì về cái form dáng chung thì mình thấy là hai dòng xe này đều có cái sự đồng điệu về ngôn ngữ thiết kế. Đấy. Đây là mặt trước của em. Bánh thì to hơn anh em nhé. Bánh to hơn mà. Đây cái bản dày, độ dày của bánh là to hơn. Đấy đi. Một chút. Đây, các góc cạnh. Đấy, nhìn ngang nhé. Nhìn về góc chéo và phần đầu. Đấy. Cũng có cái sự đồng điệu. Thì mình thấy là cả hai dòng xe này đều rất là đẹp. Winner cho chúng ta cái sự mạnh mẽ thể thao và hâm hố, thì WLSX thì cũng tương đương cái sự trẻ trung thể thao. Đấy, và nhẹ nhàng hơn. Đó. Đấy. Đây chúng ta thấy rồi. Nhìn ngang WLSX này. Đấy, cái phần mỏ cây này cũng đồng điệu với xong cái sự thiết kế. Đây mỏ cây của Winner X này. Đấy, cũng có cái hình như thế này. Mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ thì WLSX thì vẫn là đang sử dụng mặt đồng hồ cơ anh em nhé. Đây. Đấy. Honda đây. Đây cũng có cái logo Honda ở giữa. Mặt đồng hồ của Winner thì là đồng hồ điện tử. Đấy. Đây anh em có thể nhìn thấy. Đấy. Đó. Đây nhìn sang bên WLSX này. Đấy, chúng ta vẫn thấy có sự đồng điệu trong thiết kế nhưng mà không hề giống nhau anh em nhé. Cả hai dòng xe đều cho cái vẻ đẹp riêng. Đấy. Phuộc thì bao giờ này. Bô này. Đây là bô này. Đấy. Còn đây là bô của WLSX thì chắc chắn rồi. Thì cái dòng xe số phổ thông thì bao giờ không thể nào hầm hố bằng dòng xe tay côn 150 được. Bánh. Đây là mình dùng bánh căm thôi. Đấy, chân trống này. Cái góc từ bên này sang. Đấy. Như vậy là các bạn có thấy Winner X và WLSX giống nhau ở chỗ nào không? Về form dáng cũng giống, có sự giống nhau về ngôn ngữ thiết kế nhưng mà không hề về tổng thể thì cũng không hề giống nhau. Vẫn có thể phân biệt được đâu là Winner X và đâu là WLSX anh em nhé. Còn đây là Emblade. Anh em thấy giống không? Emblade. Đây là Emblade 2020-21 đấy. Đấy. Cũng không hề giống Winner X anh em nhé. Anh em nhìn kỹ chưa? Rồi chuyển sang Winner X này. Đấy. Không hề giống luôn. Rồi bây giờ mình sẽ... Winner của mình thì đi cũng khoảng được tầm... Gần 7.000 cây rồi. Đây, mình bật lên. Sẽ cho anh em xem. Đấy.
6.836 km thì hoạt động vẫn việc ok. Anh em bảo là để mình thử nổ máy xem nhé, xem là tiếng nổ như nào. Tiếng kêu rất là khủng khiếp rồi, nên là mình không đó, mình tắt cái này cho các anh em xem. Đấy, tắt máy. Đó. Đấy, tiếng bô sau 6.800 km vẫn rất ngon, vẫn chưa có hiện tượng gì tăng cam gì cả. Còn đây là tiếng nổ của RSX của mình. Đấy, xe này sau 9 năm anh em ạ, 9 năm sử dụng thì nó kêu rất là nhiều. Đấy, thì sắp tới thì mình sẽ phải bảo dưỡng con xe này, vì xe này nó cũng gắn bó mình rất là nhiều kỷ niệm. Đấy, cho nên là mình cũng không muốn bán nó đi mà mình vẫn sử dụng và tận dụng nó. Đấy, mình vẫn thấy Way RSX này là nó vẫn rất đẹp anh em nhé, về thiết kế vẫn rất đẹp, và Winner X thì cũng càng tuyệt vời hơn. Đấy, anh em xem này. Đó, giờ là em nhìn sang bên Emblade Winner X này. Đấy, xem giống Emblade không nhá. Đấy, giống không? Anh em bảo giống Emblade ở chỗ nào? Mình không hiểu, anh em nhiều bạn nói là giống nhưng mình không biết là giống ở chỗ nào. Mỏ cày không biết là giống ở chỗ nào. Đây. Thì trên đồng hồ thì cũng khác. Đấy. Đấy. Mặt đồng hồ thì cũng khác. Giống ở đâu? Giống ở chỗ nào? Đó, đẹp chưa? Quá tuyệt vời. Này, thấy chưa? Nhìn. Đấy. Rồi, vậy là mình cũng đã cho các bạn xem về so sánh đặc điểm giữa hai dòng xe Winner X và Way RSX 110. Đấy, thì cái dòng này chạy khá là bền anh em ạ. Dòng RSX này, cái con này mình mua từ năm 2014 đến bây giờ. Đấy, đến năm 2022 rồi. Đấy, thì nó đã quá gắn bó với mình và mình đã thay thế bằng cái này. Đấy, giống Way chỗ nào. Cũng có ngôn ngữ, mỗi xe đều cho mình một cái vẻ đẹp riêng. Mặc dù là xe này là cũ nhưng mà mình vẫn rất thích nó. Rất thích về cái ngôn ngữ thiết kế của Way RSX này. Còn Winner X thì không nói rồi, quá là đẹp anh em ạ. Winner X thì quá là đẹp rồi. Đấy,
đứng các góc cho anh em xem. Đó, các góc. Đây, nhìn ngang này. Đấy, nhìn ngang này. Trên này. Xi nhan này, xi nhan này. Và phần đèn hậu. Phần xi nhan và phần đèn hậu này. Cạnh bên trái này, đó, thấy chưa? Đấy, LSX vẫn rất đẹp anh em nhé. Vào WinX thì càng tuyệt vời hơn. Đây, thấy chưa? Một cái. Đấy, rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Nếu thấy hay nhớ đừng quên ấm like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các góc này. Ok.